Tử vi tuổi Quý Mão 1963 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sau chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Quý Mão nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Quý Mão trong năm 2022. Các bác sinh tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự, quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Các bác tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ rất ít kẻ thù. Ngoài ra, các bác tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng, minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Trong năm Nhâm Dần, về địa chi, Mão gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tốt đẹp. Về thiên can của các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2022, có Quý Âm Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các bác tuổi Quý Mão trong năm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Các bác nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Tháng may mắn năm 2022 của các bác tuổi Quý Mão là tháng 6 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 cho thấy tuổi hợp là tuổi Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981. Trong năm 2022, các bác trai tuổi Quý Mão gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh hoạt huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Không như vậy, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch. Còn với các bác gái tuổi Quý Mão trong năm nay bị sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim, là sao hạn mang đến nhiều điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Khi bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, đặc biệt là khẩu thiệt, thị phi. Nghĩa là sau này rất chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp
hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng, không đáng có. Đặc biệt, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an, giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngành sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngành sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà và đặc biệt là mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngành sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Quý Mão hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy, được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Quý Mão trong năm 2022 cần cẩn trọng, chú ý trong tháng Đinh Dậu, tức tháng 8 âm lịch, từ ngày 7 tháng 9 đến 5 tháng 10 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Quý Mão. Và những ngày này, các gia chủ cần hết sức chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác Quý Mão không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Quý Mão trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Năm nay không phải là khoảng thời gian may mắn về sự nghiệp đối với các bác tuổi Quý Mão. Thuận lợi chỉ là thoáng qua, thời điểm này sẽ có những căng thẳng và mâu thuẫn tại nơi làm việc. Với những bác làm kinh doanh, thị trường thật sự không tốt và công ty của các bác sẽ xảy ra một loạt vấn đề. Lục đục mâu thuẫn sẽ xảy đến, là người lãnh đạo, người đứng đầu, các bác đã dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một phút nóng này mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến để bộ máy công ty làm việc hiệu quả hơn. Các bác cũng nên có những lời động viên khen ngợi kịp thời với nhân viên của các bác. Họ là những người đồng hành cùng công ty cho đến ngày hôm nay. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Quý Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Các bác tuổi Quý Mão trong năm 2022 nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc lại kém suôn sẻ, các bác sẽ gặp nhiều khó khăn không mong muốn. Các bác sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bên cạnh đó, dù các bác là người biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Nhưng đôi khi các bác tuổi Quý Mão lại chưa biết linh hoạt để giải bớt áp lực. Các bác chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho nên các bác phải biết kết hợp nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chứ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt trong thời điểm này, các bác tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp các bác khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho các bác trong năm 2022. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Năm Nhâm Dần 2022, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của các bác tuổi Quý Mão không được tốt. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe.
Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác cũng đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ngoài ra, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong năm nay, sức khỏe của các bác tuổi Quý Mão khá ổn định. Các bác có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập vì thế mà thấp hơn so với các tháng trước. Điều đó cũng khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Ngoài ra, các bác không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Các bác nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp các bác không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Đặc biệt, các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Ngoài ra, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Quý Mão theo sao hạn để có thể hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Quý Mão trong năm nay gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá. Bên cạnh đó còn có cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, tranh đạo lục đục, trắc trở. Thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Còn đối với các bác gái tuổi Quý Mão năm 2022 sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc là mạng vong. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt, những người mang bầu, sinh em bé thì hạn chế sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương còn cho thấy hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không được chữa trị cẩn thận, cũng sẽ gặp nguy hiểm, rất lâu khỏi bệnh. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thầy Gia Cát khuyên các bác năm Nhâm Dần sẽ cần mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh để bổ trợ thần mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.